Hoài Sa xin thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình VIETV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam thành đến tỉnh. Và sau đây kính mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Gia Ân. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin Việt Nam thành đến tỉnh ngày hôm nay là một phần tin cho hay. Hà Nội thú nhận đường sắt Cát Linh Hà Đông do Bắc Kinh chỉ định thầu. Thưa quý vị, liên quan đến dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông, vừa qua Bộ trưởng Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Thể đã có phần trả lời chất vấn được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia VTV với nội dung như sau. Tổng thầu của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông là được chỉ định trong hiệp định vay của Trung Cộng, chứ không phải là do chúng ta tổ chức thi tuyển. Khi thực hiện thì thấy rằng cái tổng thầu này xây đường sắt rất tốt, nhưng vận hành còn thiếu kinh nghiệm. Bởi thi công với vận hành đường sắt đô thị là khác nhau. Do đó, chúng tôi đang làm việc với bên Trung Cộng để sớm đưa dự án này vào vận hành. Đoạn clip phát ngôn trên sau đó đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội và gây quan ngại tiền lệ. Trung Cộng chỉ định thầu sẽ còn được Cộng sản Việt Nam tiếp diễn với việc xây dựng tuyến cao tốc Bắc Nam trong thời gian sắp tới. Tính đến thời điểm hiện tại, tuyến đường sắt này đã trải qua gần 10 năm xây dựng với kỳ tích 10 lần lùi tiến độ, gây lãng phí đầu tư công, bôi xấu bộ mặt của thành phố và gây bất bình trong dư luận. Thưa quý vị, dân mạng Việt Nam giận dữ vì Thủ tướng Singapore nói rằng Việt Nam xâm lược Cambodia. Tính đến sáng ngày 5 tháng 6 đã có hơn 1 vạn Facebooker có tên Việt Nam nhấn nút angry có nghĩa là giận dữ bên dưới một bài post của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Trong bài post được đăng vào hôm 31 tháng 5 để tưởng nhớ cố Thủ tướng Thái Lan là Prem Tinh Sulanonda vừa qua đời, ông Lý đã viết rằng thời gian ông Prem làm Thủ tướng trùng với lúc các thành viên ASEAN, lúc đó chỉ có 5 nước, cùng nhau chống lại sự xâm lược của Việt Nam đối với Cambodia và chính phủ của nước này thay thế Khmer Đỏ. Thái Lan ở tiền tuyến đối mặt với các lực lượng của Việt Nam qua biên giới nước này với Cambodia. Tướng Prem đã kiên quyết không chấp nhận việc đã rồi và đã cùng với các đối tác ASEAN phản đối hành động xâm chiếm của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế. Được biết, trên mạng xã hội, giới blogger Việt Nam đã chia thành hai phe phái. Một phe kịch liệt lên án ông Lý vì phát ngôn xúc phạm, phe còn lại ủng hộ ông Lý đã nói ra suy nghĩ và quan điểm thẳng thắn của ông. Kính thưa quý vị, lộ đề thi hàng ngàn học sinh ở Quảng Bình phải thi lại. Trưa ngày 4 tháng 6 năm 2019, ông Đinh Quý Nhân là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình xác nhận đã có quyết định cho hơn 6.400 học sinh thi vào lớp 10 tại tỉnh này thi lại môn ngữ văn vào chiều ngày 5 tháng 6 năm 2019. Ông Nhân cho biết nguyên nhân là vì đề thi môn ngữ văn vào lớp 10 này vô tình lại khá giống với đề kiểm tra học kỳ 2 của học sinh lớp 9 tại thành phố Đồng Hới cho thi trước đó, nên sợ phải cho thi lại toàn bộ để bảo đảm công bằng cho toàn bộ thí sinh. Cụ thể, sau khi kết thúc buổi thi môn ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào năm lớp 10, nhiều người đã bày tỏ thắc mắc về việc đề thi lần này gần như copy với đề thi ngữ văn kết thúc học kỳ 2 của năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới diễn ra cách đây chưa lâu. Tinh cho biết, năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức thi tuyển vào lớp 10 nhưng không xét tuyển như những năm trước. Hơn 6.400 thí sinh thi 3 môn gồm toán, ngữ văn và lịch sử vào ngày 3 và ngày 4 tháng 6 năm 2019. Việt Nam đã thiệt hại khoảng 3.600 tỷ đồng vì dịch tả lợn châu Phi. Thưa quý vị, vào sáng ngày 4 tháng 6, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản Việt Nam Phùng Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp với đại diện của 35 tỉnh, thành và các bộ ngành có liên quan đến vấn đề về dịch bệnh tả châu Phi. Theo Cục Thú y, tính đến ngày 3 tháng 6, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 52 tỉnh và thành. Tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn 2,2 triệu con với trọng lượng gần 130.000 tấn, thiệt hại ước tính khoảng 3.600 tỷ đồng, bao gồm chi phí hỗ trợ lợn tiêu hủy, mua hóa chất để sát trùng. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Nam Định nói rằng, đến nay số tiền hỗ trợ của tỉnh vào khoảng 450 tỷ đồng, trong khi quỹ dự phòng của tỉnh là 100 tỷ đồng. Bà con cho hay lãnh đạo của tỉnh chưa bao giờ nhìn thấy thiệt hại như vậy, kể cả mưa bão, thiên tai. Tính cho đến nay thì Nam Định đã tiêu hủy hơn 178.000 con, chiếm khoảng 30% tổng số đàn lợn trên địa bàn. Được biết, bệnh dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên xuất hiện tại Kenya vào năm 1921. Từ đó đến nay, bệnh đã xuất hiện tại nhiều nước châu Phi, Âu Châu, Á Châu và châu Mỹ.
Theo Tổ chức Thú y Thế giới OIE, từ năm 1996 cho đến 2019, bệnh đã xảy ra tại hơn 60 quốc gia và đến nay vẫn chưa có quốc gia nào được OIE công nhận là an toàn đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ổ dịch đầu tiên tại Việt Nam được phát hiện vào ngày 1 tháng 2 tại Hưng Yên. Kính thưa quý vị, hai công an ở An Giang say xỉn và đánh hàng xóm phải nhập viện. Ngày 4 tháng 6, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho hay cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc đã ra quyết định khởi tố nhưng cho tại ngoại ông Nguyễn Duy Linh và em ruột là Thiếu úy Nguyễn Minh Luân đều là cán bộ của đội cảnh sát quản lý hành chính Công an thành phố Châu Đốc. Hai anh em công an này đã vô cớ đánh ông Đỗ Văn Hải, 41 tuổi, ngụ tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, thương tích phải nhập viện. Trước đó vào khoảng 5 giờ chiều ngày 6 tháng 2, do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên Linh và Luân đã sang nhà ông Hải kề bên để cự cãi qua lại. Lúc này một phụ nữ đã kéo tay ông Hải vào trong rồi khép cổng lại. Tuy nhiên ông Hải vào bên trong và lấy ra đoạn thanh sắt chạy ra ngoài với mục đích là ăn thua đủ người hàng xóm là công an. Không kiềm chế được bản thân nên cả Linh và Luân đã xông vào nhà ông Hải gây hỗn loạn. Ngay sau đó, một trong hai viên công an này đã dùng chân đạp vào người ông Hải, khiến ông này té xuống nền gạch trong sân nhà. Lúc này, Linh và Luân tiếp tục xông đến và dùng chân đạp vào người ông Hải, gây thương tích nặng nên được người nhà chuyển đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, nhất là tại vùng mũi. Tìm thấy thi thể ba bé trai dưới mương của nước công trình ở miền Tây. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 6 xác nhận với báo chí, ông Phạm Hồng Hùng là chủ tịch của thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết, tại địa phương vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm cho ba trẻ em tử vong. Thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ chiều ngày 4 tháng 6, ngành chức năng đã nhận được thông tin có ba trẻ em đã bị đuối nước tại công trình đang thi công của gia đình ông Võ Văn Chính, là chủ tịch của xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp. Nạn nhân được xác định là ba em tuổi từ 5 cho đến 7, cùng ngụ tại thị trấn Tân Hiệp. Theo ông Chính thì trong quá trình cải tạo vườn để trồng cây ăn trái kết hợp làm du lịch, có tạo một hố sâu khoảng 1,5 mét cùng với các rãnh nước để tiện cho việc bơm nước tưới cây sau này. Ông đã cho xây hàng rào bao quanh công trình, đồng thời lắp cửa khóa và biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho trẻ em. Tuy nhiên, khả năng ba cháu bé vì hiếu kỳ nên đã lén vào công trình từ phía sau và trong lúc đùa giỡn đã không may bị rơi xuống hố dẫn đến tử vong. Kính thưa quý vị, gần 200 căn nhà ở miền Tây bị sập tốc mái vì mưa dông. Hai ngày 4 và 5 tháng 6 tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp đã có gần 200 căn nhà bị sập và tốc mái do mưa dông kèm lốc xoáy. Tại An Giang, trong hai ngày qua, trên địa bàn xã đã xuất hiện lốc xoáy gây sập hoàn toàn 16 căn nhà, tốc mái và hư hỏng là 130 căn nhà khác. Bên cạnh đó, nhiều diện tích lúa hè thu của người dân mới gieo xạ cũng bị ảnh hưởng nặng. Nhiều bảng quảng cáo, cây xanh bị đổ ngã, hư hại và rất may không có thiệt hại về người. Ước tính tổng thiệt hại tài sản khoảng 1 tỷ đồng. Còn tại Đồng Tháp, vào ngày 4 tháng 6, tại xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp 10 đã có 12 căn nhà bị hư hại do mưa dông. Cùng thời gian nêu trên, lốc xoáy đã làm 20 căn nhà tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình sập và tốc mái. Ngoài ra, theo thống kê của ngành chức năng một số tỉnh miền Tây, mưa lớn kèm theo dông lốc mấy ngày qua đã làm hàng trăm hecta lúa vụ hè thu bị đổ ngã, gây thiệt hại đáng kể cho bà con nông dân. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho hay về việc công ty thép khởi kiện đòi thành phố Đà Nẵng bồi thường 400 tỷ đồng. Câu chuyện về hai nhà máy thép tại Đà Nẵng lại tiếp tục nóng khi mà công ty cổ phần thép Đà Nẵng Ý đã nộp đơn khởi kiện thành phố này đòi bồi thường thiệt hại là 400 tỷ đồng. Theo đơn thì người bị kiện là thành phố Đà Nẵng và chủ tịch của thành phố. Trong đó, Đà Nẵng Ý đã khởi kiện các quyết định hành chính và vì hành vi là không giải quyết việc người dân bao vây nhà máy thép từ ngày 26 tháng 9 năm 2018. Trong đơn thì Đà Nẵng Ý nêu rằng các quyết định của chính quyền Đà Nẵng như buộc công ty ngừng hoạt động sản xuất đã xâm phạm quyền tự do kinh doanh, gây thiệt hại nghiêm trọng đến hoạt động của công ty. Suốt mấy năm qua, câu chuyện xử lý hai nhà máy thép Đà Nẵng Ý và Đà Nẵng Úc đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Theo hai nhà máy này, trong quá trình hoạt động, ngoài các vi phạm do thiếu sót của công ty, còn có một phần do yếu tố khách quan từ công việc quản lý của địa phương, chẳng hạn như quy hoạch không đúng khoảng cách của cụm công nghiệp. Chính quyền của Đà Nẵng cũng đã nhiều lần thay đổi chính sách với hai nhà máy này, khi thì giải tỏa dân xung quanh, lúc lại di dời nhà máy. Kính thưa quý vị, bắt quả tang ba phương tiện hút trộm cát trên sông Hàm Luông, Bến Tre.
Sáng ngày 5 tháng 6, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Hàm Luông, đoạn qua địa bàn xã Minh Đức, Bến Tre, công an tỉnh Bến Tre đã bắt quả tang cát tặc đang bơm hút trộm cát trên sông Hàm Luông. Tang vật bị bắt giữ bao gồm một ghe cây có tải trọng khoảng 25 tấn do Nguyễn Văn Định, 41 tuổi điều khiển và hai tàu sắt không biển kiểm soát tải trọng khoảng 90 tấn do Huỳnh Văn Việt, 32 tuổi và Nguyễn Văn Vũ, 38 tuổi, cùng ngụ ở xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam điều khiển. Tại thời điểm bị bắt quả tang, các phương tiện đã hút trộm được gần 37 mét khối cát. Hiện các cơ quan công an đã lập biên bản và tạm giữ 3 phương tiện của cát tặc để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Được biết, Bến Tre có nhiều con sông như sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên. Địa bàn rộng với tần suất hoạt động gần như liên tục của gần 800 phương tiện hành nghề khai thác cát, phần lớn không có đăng ký, đăng kiểm, gây khó cho công tác quản lý của cơ quan chức năng. Triệt phá ổ đánh bạc poker, tạm giữ hàng chục người tại Hà Nội. Thưa quý vị, Công an Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức poker tại một câu lạc bộ ở trung tâm thành phố Hà Nội. Theo đó, vào ngày 29 tháng 5, cảnh sát đã kiểm tra đột xuất câu lạc bộ thể thao trí tuệ Bridge và Poker Capital & Pick Việt Nam ở phố Tăng Bạc Hổ, quận Hai Bà Trưng và phát hiện hàng chục người có hành vi đánh bạc. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 24 người, trong đó có 3 ông trùm điều hành ổ bạc trá hình, đều là chủ nhiệm của câu lạc bộ. Khám xét khẩn cấp câu lạc bộ này, công an đã phát hiện và thu giữ hơn 286 triệu đồng, 1.753 phỉnh tương đương với hơn 2,6 tỷ đồng, 8 bộ máy tính để bàn, 40 điện thoại di động, cùng với nhiều sổ sách, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc. Theo cơ quan điều tra, đây là ổ nhóm hoạt động có quy mô lớn, lợi dụng các quy định của Hiệp hội Bridge và Poker Việt Nam trong hoạt động tổ chức tập luyện, thi đấu trao giải poker để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam Thành đến tỉnh cùng với Gia Ân và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp. Thân ái kính chào quý vị.